Mến chào tất cả các bác yêu mến âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay em Hiền xin phép được về có 5 siêu phẩm các bác ạ. Đó chính là một dòng City, một thương hiệu à, đẩy liền vang. Cả Echo, cả Rì Vọt có tất và con này của nó full 40, 30 các bác chơi tất chút chít cả luôn các bác nha. Con này có nó mặt trông thiết kế cực kỳ sang trọng hiện đại. Có hệ thống DSP để xử lý tín hiệu. Và đây chính là cái phần đằng sau của nó. Các bác đã bao giờ nhìn thấy những con đẩy liền vang thông thường, những con uh, âm ly thông thường mà tất cả rắc của nó đã mà vàng chưa, kể cả từ ốc luôn các bác nhá. Kể cả từ dây kết nối luôn nhá, kể cả lỗ mic luôn. Đấy, con này có là tất cả đều mạ vàng hết và con này của nó có thể chơi được hai cầu loa và một đường chọn lời các bác ạ. Con này thì các bác yên tâm rồi. Đấy, lâu lắm rồi mới gặp được những con, con ngon. Và rất nhiều bác bảo là đối với con KTV 5.0 này công suất của nó đạt bao nhiêu? công suất 8 ôm nó có thể đạt cho các bác 1000 W, tức là loa 40, loa 30. Đấy, hoặc là thêm một cặp loa trợ lòi chấp hết các loại gió mùa. Mặt mũi của nó trông rất là sang trọng, rất là đẹp. Và tất cả các bác chúng ta ai là những người à, đam mê công nghệ, ai là những người mà không biết dùng vang số nhưng lại muốn được à, tích hợp những cái gì tinh túy nhất, những cái gì hay nhất ở trên một con đẩy liên vang thì con này nó chính là sự lựa chọn Tuyệt vời nhất mà dành cho tất cả các bác Bởi vì bản chất con này của nó là sử dụng toàn bộ là chip DSB Chip DSB nó là xử lý công nghệ số hết các bác nhá Nhưng nếu mà chỉnh thầy lại là, là kết hợp chỉnh tay các bạn Có fx để chống hú này Có ECHO REVERT này Các bác nhìn này, chỉnh bằng tay luôn ECHO nhiều hay ít các bác bạn ở đây REVERT nhiều hay ít các bác bạn đây DELAY REPEAT Con này có là DIGI STICK KTV 5.0 À, đạt cho các bác là 1.000 Watt 8 ohm còn nếu mà chơi ở ngưỡng 4 ohm thì nó có thể lên cho các bác là 1.400 w bởi vì bản chất con này nó sử dụng một chiếc biến áp này Size 3 u to như là một cái à, nồi cơm điện luôn các bác ạ nó chạy hai lớp tầng tụ và đối với những cái con sò con công suất các bác nhìn nào thương hiệu hàng châu Âu thương hiệu đến từ Anh Quốc các bác nhìn này từ cái sò nó chạy 16 sò nhưng mà cái sò nó có hệ thống bảo vệ này Đấy, giúp cho tản nhiệt cực kỳ hiệu quả và anh em ai là những người mà đang khoái con này thì các bác từ từ đã. Em Hiền test nhạc nha. Test tiếng mic. Sau đó thì em Hiền sẽ review lại để tất cả các bác chúng ta cùng xem. Một con đẩy liền vang đẳng cấp. Nhưng giá chỉ bằng một con âm ly trọ thôi. Bằng một con âm ly hàng nhái thôi. Tất cả những con này của nó lại. Các bác nhìn này. Nắp này. Đấy. Vẫn còn xanh lè. Chưa vệ sinh. Chưa lau chùi bất cứ một thứ gì. Mặt mũi của nó rất ít xưa sát. Đấy. Và phía sau này. Tất cả rác của nó đây là chưa lau nếu mà lau là lòi ra một lớp vàng anh em ai mua về nếu mà bí các bác tháo hết cái chỗ này ra Đấy, vàng giá đang cao chúng ta có thể bán đi và bây giờ thì em hiền sẽ quay trở lại với chương trình Đấy, tết nhạc tết mic để tất cả các bác chúng ta cùng nghe về chung cùng với lại à, cái lô đẩy liền vang này các bác này thì lấy được tầm khoảng à, à, 8 con à, à, micro Đấy, một cái thương hiệu đòi cao nhất của bác gò luôn màn hình màu các nhá VKD19 và IPS các bác nhá. LPS VKD19, LPS. Đấy, thấy không? Con này của nó là dòng đòi cao nhất của 3G và các bác nhìn thấy anten chơi bời chưa? Các bác nhìn này, anten này. Anten của nó là chạy anten dây hết các bác nhá. Đây, cái dòng này của nó là ở trong phòng hát lớn ấy, thường thường người ta sợ bị mất sóng thế nên người ta lắp những cái dòng này của nó là những dòng uh, chuyên nghiệp. Đấy, micro chuyên nghiệp và tiếng tăm của nó thì thôi, nó sử dụng cô neo các bạn ạ, không cần phải bàn cái các bác đi làm show đi làm sự kiện chấp hết nhá anh em ai đi làm show làm sự kiện các bác có thể đặt cái anten của nó lên trên nóc tủ như thế này Đấy, con này của nó thì là dòng vkd 19 có gia tốc có tự ngắt cảm biến chống rơi cảm biến chống sốc tất chút chít đều ngon lờ luôn các bác ạ à. tay chân của nó các bác nhìn thấy rất, rất là chất chơi anh em thọ cũng đã vệ sinh Đấy, dọn dẹp tút tát lại đẹp hết rồi và tất cả con này của nó đều là sử dụng côn neo hết các bác nhá côn neo này nam châm vĩnh cửu từ trường vĩnh cửu thì đối với những con này nó có cả chế độ gia tốc có cả chế độ tự ngắt và đây chính là con VKD ở bên trên nó có một cái biển à, à, điều hướng đây các bác nhá biển điều hướng này Đấy, khi mà các bác lắp anten dây này chạy thoải mái còn nếu các bác lắp anten ngắn này sử dụng gia đình được nhưng mà sóng nó của nó sẽ yếu còn lắp anten dây thì chấp hết các loại gió mùa mặt nhôm phay đòi cao này con này còn được sản xuất vào năm 2018 các bạn đưa vào sử dụng năm 2019 năm 2020 con này của nó thì giá chỉ có 1 triệu uh, 400 nghìn đồng thôi. Anten của nó nguyên bản các bác nhá. Các bác làm sự kiện cũng được, chơi gia đình cũng được. Đây, và ai lấy cả đẩy cả mic này em sẽ để cho các bác với giá cực tốt. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem qua về con tích này. Đây, con này của nó là bản xuất nội địa của thị trường Trung Quốc các bác nhá. Thương hiệu là thương hiệu xịn sò của anh, nhưng bản này của nó là bản xuất thị trường nội địa của Trung Quốc và được kết hợp bởi hãng Theta Show. Đây, một cái thương hiệu âm thanh này, loa này, đẩy này, vang này. Vang của Thita thì nói thật các bác là cái EQ thì vọt của nó nghe bao phi. À, có chống hú này. Và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng mic cho các bác nghe trước. Để các bác cảm nhận thấy là cái EQ, cái thì vọt của nó nghe có sướng hay không. Đây, mic của nó đây các bác nhé. <laughs> các bác nghe thì vọt phi không ạ? 67 1, 2, 6, 67 8, 9, 10. À, kích hoạt chế độ chống hú này đẳng cấp luôn anh em nghe con này của nó thật sự là không còn gì phải để mà mất luôn các bác ạ à. đấy nếu mà các bác mà lấy cả đẩy cả vang à, cả loa như thế này à, các bạn nha cả mic như thế này thì nó thật các bác là một combo vừa mic vừa đẩy liên vang giá của nó rất là tốt các bác sáu bảy một hai hai ngồi trước một bộ loa các bác nha JBL bảy hai năm hai bát bốn mươi một chiếc kèn bảy nhưng các bác cảm thấy là chống hú tốt đâu à? qua tốt luôn các bác ạ và echo của nó nghe cực ngọt sáu bảy alo em mới có phải ngoài trời đã mưa em mới có phải trời đã sáng đâu 67 bảy bảy tám chín con này của nó có cắm mic đằng sau luôn các bác nhá rất là tiện lợi luôn và tay micro đây các bác này Đấy, tay tay chân anh em thợ dọn dẹp đẹp hết rồi màu đồng súng các bác nhá đây, một triệu tư một bộ mic ai lấy một mình mic cũng được và bây giờ em hiền sẽ lên nhạc để tất cả các bác chúng ta nghe qua con đẩy liền vang này khi đánh với lại một cặp là full kép 40 xem là cái con này của nó uy lực của nó mạnh mẽ đến đâu nó sẽ dã man đến đâu để các bác chúng ta cảm thấy kết hay không nào lên nhạc em ơi <laughs> ai có tai nghe xịn vào nhá. Mở nhạc nhẹ nhàng cho các bác nghe nhá. Chơi nhạc nhẹ nhàng này em ơi. Đây, trời ơi con này của nó quá hay luôn các bác ạ. À. Tí tách lắm. vậy thôi các bạn về nhà chúng ta nghe tiếp và bây giờ em hiền sẽ review lại cho các bác nghe qua nhá thật ra là nếu mà để mà nói một con mà nó đẹp như thế này đấy, kiếm tại thị trường việt nam em khẳng định luôn cho các bác là rất là khó các bạn không phải lúc nào cũng kiếm được đâu bên trái đấy, bên phải các bác có thể nhìn thấy không ạ công suất của nó một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám hai là 16 nhưng mà các bác nhìn cái sò này đấy, nhìn cái hàng châu âu nhìn nó đã lắm các bác nhá con này được của nó là một thương hiệu của anh được kết hợp và sản xuất bởi hãng Theta Sound một trong những thương hiệu âm thanh nó quá lớn luôn các bác ạ và đây là cái vỉ DSP của nó này các bác vỉ này của nó là chạy một chip Yamaha và một chip CMC đây, một cái chip rất nổi tiếng của Anh Quốc và con này nó có chức năng là giải mã cho âm thanh nó ra nó chi tiết nó sắc nét nó có chức năng là giúp cho cái hệ thống echo thì vọt hoạt động hoàn hảo và với con này thì chắc chắn một điều các bác nhìn các bác rất là sướng mạch công suất này trời ơi chống hú này đấy nâng tiếng này công suất của nó là chạy một cái biến áp to như cái nồi cơm điện luôn hai bên sẽ có hai hệ thống rò le riêng biệt một hệ thống rò le bảo vệ nguồn một hệ thống rò le đấy bảo vệ công suất thật sự là đối với con này của nó là chạy hai lớp tụ một lớp tụ của nó là, là thấp hơn này đấy và một lớp tụ của nó là 100V 10.000 microfarad chạy điện áp rất cao. Đấy. và phía sau của nó đây. Con này của nó ngoài là hai cầu loa các bạn nhá, cầu loa một cầu loa 2. Các bác đánh tối thiểu khi mà chúng ta chơi hai cầu là 8 ôm. Các bác chơi một cầu là tối thiểu 4 ôm. Đấy. còn con này hoạt động ở ngưỡng từ 4 cho đến 16 ôm. Đấy. và các bác có thể ghép thêm được một cặp loa lòi nhỏ này hoặc một chiếc loa center để hỗ trợ cho cái dàn âm thanh của bác làm sao. Đấy, hoạt động hoàn hảo hơn khi hát karaoke lời nó rõ khi nghe nhạc nó chi tiết hơn một trong những dòng đẩy liền vang thương hiệu đến từ anh quốc này tất cả rắc của nó đều mạ vàng hết các bạn ạ Đấy, các bác có thích sử dụng đến 50 năm, năm sau Đấy, đẩy có thể hỏng Đấy, đẩy có thể hư nhưng mà cái rắc này của nó các bác nhìn vẫn sáng quắc 100 trăm có cắm mic đằng sau các bác nhá có đường súp này Đấy, đây là những thể hệ thống đường âm thanh đập vào này audio input Audio output có tất chú chít luôn Nhìn chung một con đẩy như thế này Ruột gan của nó là quá dã man Tất cả một con mới cứng cượng Còn mặt mũi của nó thì đương nhiên rồi Hàng bãi thì khi vận chuyển về đấy Những chỗ này là em còn chưa lau Mặt mũi lau qua Nó sướt sát nhẹ không thể tránh được Một trong những nền công nghệ cao cấp nhất Của con này là được kết hợp bởi Hai à, thứ Một là số, hai là cơ Rất dễ dùng, rất dễ chỉnh Không phải bác nào cũng sử dụng được đầu số đúng không Đấy và con này của nó này Đây Music này Bass check này Thấy không Đấy Mic này FX là chống hú này Đấy Bass check của mic này Đây là hệ thống E2 Report Đấy Cực kỳ tuyệt vời Đấy và em chỉ để cho bác một con đẩy Đi à, tích của anh Công nghệ cao cấp Đấy Hàng cao cấp duy nhất chỉ có 5 con Kết hợp cả micro Ai lấy một mình micro là 1 triệu tư Còn ai mà lấy một mình con đẩy liên bang này Em để cho bác với giá là 3 triệu 200 nghìn đồng các bác nha. 3 triệu 200 nghìn đồng. Và số điện thoại em có để ngoài tiêu đề là 0923 993 993. Tất cả các bác ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ nhanh bởi vì số lượng không có nhiều các bác nhá 3 triệu 2 bao ship toàn quốc. À, bao zin, bao sống, bao test luôn cho tất cả các bác luôn. Anh em cho em hiền xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bác.